Xin chào các bác đang theo dõi video của em ngày hôm nay các bác nhé. Đấy. Trên màn hình các bác đang theo dõi đây là một số cái mẫu bơm tay nhé. Đây là những cái mẫu bơm tay đang được bên em bán chạy nhất trên thị trường các bác nhé. Đấy. Đây, bác nào muốn mua hàng thì vui lòng gọi điện trực tiếp đến hai đầu số này của shop để đặt hàng các bác nhé. Đấy. Bơm thì có nhiều loại, nhiều mẫu các bác. Đấy. Nói chung là tiền nào của đấy, nhưng mà bây giờ thì giá rẻ quá các bác. Trước khi giới thiệu về bơm, em giới thiệu qua về cái thân bơm giờ để anh em thay sửa. Đây, trên tay em đang cầm con này là một thân bơm mới. Đấy. Bác nào mà ở nhà nhá, thân bơm ở trong này nó hỏng chuột, hỏng ti, nói chung là hỏng tùm lum, hỏng các loại thì các bác nên mua một cái thân bơm mới này về các bác lắp vào. Con này thì rẻ quá, đấy, giá vài trăm nghìn thôi. Con này thì giá là, hiện tại em đang bán là 450.000 thôi nhé, 450.000. Thân bơm này lắp được cho bơm FV con báo, bơm AGH, bơm nào cũng lắp được đấy. Đấy. 450.000 thôi nhé. Còn các bác nào mà nó hỏng ít từ hỏng cái ti, các bác nên mua cái ti để nó thay để cho nó đỡ tốn kém. Còn hỏng nặng các bác nên lấy một cái thân như này. Đây, bơm thì rất siêu nhiều mẫu, 2 4 5 các bác nhé. Đấy. Em sẽ giới thiệu từng mẫu, báo giá từng loại cho các bác nhé. Đây. Trên tay em đang cầm con này là con bơm đồng hồ bé. Đồng hồ bé, lọng ẩm bé, chân cánh én không có gấp các bác nhé. Đấy. Hiện tại mẫu bơm này thì em đang bán, đang chào giá trên thị trường 550.000 các bác nhé. Đấy. Con này thì để cho anh em bơm mức áp khoảng độ tầm 180 cho đến 250 thôi. Bơm đồng hồ bé, lọng ẩm bé, chào giá trên thị trường cho bác là 550.000, bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà, kiểm tra hàng trước khi nhận. Đấy. Các bác thấy giá cực kỳ tốt vào thời điểm hiện tại nhé. Con bơm thứ hai thì lên cho bác đây. Con bơm này là bơm đồng hồ to, lọng ẩm bé, hiệu FB con báo, chân gấp nhé. Con này bơm nhớ đồng hồ dầu 50 mà bé, xin xỏ các bác, chất lượng nhé. Hiện tại mẫu này thì em đang báo giá công khai cho các bác và anh em nhé. Con bơm nhớ này giá 700.000 các bác nhé, 700.000, đã có cước phí vận chuyển đến tận nhà cho các bác nhé. Con này mức áp bơm tối đa khoảng 250 cho đến 280 cân nhé. Bơm FB còn báo đây, những mẫu bơm huyền thoại rồi, anh em dùng khá là nhiều nhé, từ trước đến giờ nhé. Đặt lên cho bác con bơm FB còn báo mẫu thứ ba nhé. Con này là đồng hồ to, lọng ẩm to các bác, đồng hồ to, lọng ẩm to, chân gấp, cánh én này đấy. Hiện tại con bơm này thì mức áp tối đa anh em bơm 300 đến 350. Đấy. Con này thì giá bây giờ rất là rẻ rồi. Con này giá công khai cho anh em là 750.000 các nhé, 750.000, đã có cước phí vận chuyển đến tận nhà cho anh em nhé. 750.000 bơm đồng hồ to, lọ ẩm to, hiệu FB con báo, con này là 750, con này là 550 đấy. Cả tiền nó chỉ chênh nhau khoảng vài chục cho đến hơn trăm. Đấy. Nếu mà các bác có khoảng độ tầm 5-700 rồi thì các bác thêm một tí lấy con này cũng rất chi là xịn sò. Trong tầm giá 750, con này là một gương mà sáng giá nhé. Đấy. Thì các bác cứ cân đối khả năng tài chính nhé, các bác phù hợp, các bác cân đối túi tiền đấy, em cứ giới thiệu con nào báo giá luôn để các bác lựa chọn nhé. Đấy. Còn tiếp theo giới thiệu cho bác về hai cái mẫu bơm cao cấp. Hai cái mẫu bơm cao cấp thì hai con này thì đều là hàng của Nhật các bác nhé. Đấy, đều là hàng của Nhật, bảo hành cho em 12 tháng nhé. Hai con này bảo hành 12 tháng, thời gian bảo hành cực kỳ dài. Hai cái mẫu này chất lượng thì khỏi phải bàn cãi, nói chung là hàng của Nhật thì các bác cứ yên tâm để sử dụng. Bây giờ quan trọng nhất là giá cả. Đấy. Đây, con này thì là bơm, là bơm hiệu Đại Bàng các bác nhé. Đấy. Bơm hiệu Đại Bàng. Đây, các bác nhìn này, bơm hiệu Đại Bàng. Con này hàng của Nhật. Chân gấp. Con này có rất là nhiều cải tiến, những cái mẫu bơm FB, cái nhà FB con báo không có, chưa có. Đấy. Thứ nhất là con này thân bơm là bằng thân bơm inox 3 lớp các bác nhé. Đấy. Trong này có nước làm mát ở trong bơm các bác nhé. Khi các bác bơm này, nó sẽ tỏa nhiệt nhanh. Bơm nó sẽ bền bỉ theo thời gian. Đấy, ví dụ như các bác đi ô tô, xe máy, bây giờ nó hỏng cái két nước, không có tem nước, hỏng máy ngay đúng không? Lột biên ngay, máy bốc khói luôn đấy. Cái này nó cũng có tác dụng như thế các bác. Đấy. Khi các bác bơm nó không có nước làm mát, hiệu suất các bác bơm con này là các bác bơm hiệu suất cao, nó sẽ nóng cực kỳ là nóng cái thân bơm này, nó không được làm mát, không tỏa nhiệt thì nó sẽ rách cháy giông xin, thì bơm các bác đến lúc đấy nó sẽ hỏng. Đấy, mẫu này bơm Đại Bàng, nó hàng của Nhật bảo hành trong 12 tháng, giá là 1.200.000 các bác con này, 1.200.000. Bác nào muốn mua hàng thì alo đến hai đầu số của shop.
còn con bơm thứ năm nhé, là con bơm cuối cùng đây. Con này là con bơm VIP hiệu sư tử các bác nhé. Đấy, bơm VIP hiệu sư tử các bác nhìn này, logo VIP xịn sò có hai con sư tử ở đây nhé, chân gấp đấy để các bác tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên thị trường. Chân gấp này các bác đấy, con này nọc ẩm bằng than hoạt tính rất chi là sang xịn các bác nhé. Đấy, đặc biệt là nọc ẩm này là nọc ẩm siêu to khổng lồ các bác nhé. Đấy, trên thị trường hàng chính hãng chỉ có một mẫu nọc ẩm to như thế này các bác nhé. Đấy, con này thì mức áp tối đa bơm cho anh em khoảng bao cho anh em bơm khoảng 350 đến 400 cân, cực kỳ là trâu bò và khủng khiếp luôn thôi. Em chưa thấy cái mẫu nào khủng khiếp như mẫu này nhé. Hiện tại mẫu này thì em đang báo giá công khai cho anh em là 1.300.000 các bác nhé, 1.300.000, một mức giá vô cùng là hợp lý cho anh em chơi vào thời điểm hiện tại, vì tất cả các dòng bơm, tất cả các dòng VCB cái gì cũng rẻ như cho các bác nhé. Đấy, thì đây, bác nào muốn mua hàng gọi điện đến hai đầu số này của shop nhé. Ví dụ các bác thích con bơm VIP hiệu sư tử này, các bác bảo em ơi bán cho anh một con bơm VIP hiệu sư tử giá là 1.300.000 các bác nhé. Đấy, còn con bơm thứ hai, con bơm này bơm đại bàng giá là 1.200.000. Con bơm FP con bá đầu màu to nó ẩm to, con này giá là 9.750 các bác nhé. Đấy, còn con bơm nhỡ này, bơm nhỡ này giá là 700, con bơm bé ngoài cùng là 550, còn cái thân bơm kia thì 450 thôi các bạn. Đấy, thì các bác đang theo dõi video, các bác thích cái con bơm nào thì các bác alo đến hai đầu số của shop để đặt hàng các bác nhé. Đấy, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em.